Thưa cô, thường thường những người lớn tuổi như tôi đó cô, ví dụ sau khi một đêm mình ngủ rồi mình thức giấc dậy, tự nhiên mình cảm thấy mình mệt mỏi, mà cái hơi thở của mình nó ngắn ngắn, nó sót sót, thì thưa cô, trong cái bệnh đó có thể là mình dùng về thuốc chi được không? Dạ, cái đó là cái khí quản của mình. Cái đó là mình thiếu oxygen trong cơ thể của mình, giống như Bích Liên đã gặp cái trường hợp đó trong 5 năm vừa qua. Thì khi Bích Liên dùng cái linh chi và đông trùng hạ thảo, nó giúp cho Bích Liên cho đến ngày hôm nay. Vì lẽ đó mà Bích Liên cho ra đời và tìm hiểu sâu về cái sản phẩm linh chi và đông trùng hạ thảo, cho nên Bích Liên cho ra đời hai cái sản phẩm đó. Mà đặc biệt hơn nữa, thưa quý vị, Bích Liên chủ trương là chỉ giúp cho khách hàng của mình mà thôi. Bởi vì Bích Liên pha chế bằng dược thảo, bằng nguyên chất thảo mộc, coi như concentrate. Quý vị biết rồi, cái gì concentrate thì cái đó hiệu quả, rất là hiệu quả, 100% organic, rất là khó tìm. Cho nên làm nguyên chất, một viên của nó 525mg, không pha chế bằng chất nào hết, không pha chế cho thuốc ngủ vào. Cho nên tất cả đều nguyên thủy và nguyên chất. Cái gì nó tập trung, nó gọi concentrate đó, thì nó hiệu quả rất nhiều và rất cao, thưa quý vị. Cho nên khi mà quý vị dùng thì chắc chắn quý vị cũng sẽ thấy hiệu quả như bao nhiêu ngàn người khách đã dùng qua. Thưa cô Bích Liên, cô thường nói với tôi, nhiều khi hai cô cháu mình đi ăn mà cô tâm sự với tôi, cô nói là cô Lài ơi, Bích Liên sắp ra cái sản phẩm này, sản phẩm kia, nhưng mà Bích Liên nghĩ rằng khi nào mà Bích Liên nghiên cứu thật sự mà không có bị cái phản ứng phụ hoặc là phản ứng lại cái cơ thể thì cô Bích Liên mới cho ra. Thì nãy giờ cô nói về huyết quản thì dĩ nhiên mình uống thuốc cho nó khỏe, nhưng mà theo ý cô thấy rằng á, mình có cần ăn uống cái gì và mình cần thể thao hay là chỉ cần uống cái đó là đủ rồi thưa cô? Dạ thưa cô và thưa quý vị, chắc chắn là cái thuốc về dược thảo là nó hỗ trợ, thưa cô, hỗ trợ cho sức khỏe mình nhiều hơn. Chẳng hạn như mình ăn thực phẩm đó, mình đâu có ăn nhiều đủ chất bổ đâu cô. Thực phẩm nó không có nhiều đủ bổ, và đặc biệt bây giờ thực phẩm càng nhiều đó là có hóa chất rất nhiều. Cho nên mình dùng cái dược thảo này để hỗ trợ cho sức khỏe hơn. Bởi vì càng ngày cái đời sống càng cái tuổi mình trần chóc hơn thì cái sức khỏe của mình yếu hơn, cũng như cái bộ máy nó càng ngày nó yếu vậy đó thưa quý vị. Thì bây giờ mình phải dùng để mà mình ngăn ngừa trước, để mình không chữa bệnh, gọi là ngừa bệnh hơn là chữa bệnh. Cho nên mình cũng phải tập thể dục thêm, mình ăn uống mình cũng phải xem chừng hơn những thực phẩm nào tốt cho cơ thể của mình và những thực phẩm nào mà không tốt cho cơ thể của mình. Nhưng cái dược thảo này nó bồi bổ nội tạng ở trong cơ thể của mình, bởi vì trong nội tạng của mình nó sẽ dần già, nó sẽ có những cái ung thư bên trong, nó có những cục bú bên trong, hoặc là nó chết dần bên trong. Thì bộ sản phẩm này đó, thì dược thảo này nó hỗ trợ thêm, nó làm cho mình nảy mầm nở hơn, cho mình trong cơ thể mình nó khỏe mạnh, thì cái sức khỏe của mình, dáng dấp của mình nó nhìn cũng đẹp hơn, trẻ hơn. Cái điều đó nó hỗ trợ rất nhiều cho bên trong. Cho nên con nghĩ rằng tất cả những người mà đã và đang dùng sản phẩm của con thì họ đều đến, họ khen và họ gọi vào, cũng như tất cả những khách hàng đó đều trở lại mua nhiều, thì con tin chắc là cô cũng nên dùng để cô có cảm thấy rằng cái sức khỏe của cô vững vàng hơn và khỏe mạnh hơn. Cô không thấy mệt nè, cô không thấy chán chường khi cô làm việc nè, cô không có bị cảm thấy giống như nhức mỏi, những cái đầu cấp sưng, những cái thời tiết nó thay đổi. Thì người lớn tuổi hay bị đau nhức, chẳng hạn như cái mẹ nuôi của con đó thì bị tê, bị rút á, bị rút rồi tối tối ngủ có hay bị dập mẻ. Thì cái hai cái dược thảo của con đó là linh chi và đông trùng hạ thảo đã giúp cho mẹ của con, cũng như có rất là nhiều khách hàng đã dùng qua, cho Bích Liên biết nó giúp đỡ rất là nhiều cái chứng bệnh đó. Cho nên con xin phép thưa với cô và thưa quý vị là đây là một trong những hai sản phẩm linh chi và đông trùng hạ thảo của công ty EV Finsex cho ra đời. Con được hàng ngàn khách hàng đã mua rồi, rồi mua thêm để dùng, cũng như giới thiệu cho bạn bè khắp nơi. Đó là điều con xin phép nói thật để giúp đỡ cho quý vị có một cái sức khỏe tốt. Nếu như mà quý vị nghĩ đến sức khỏe của mình và người thân của mình thì xin quý vị nhớ đến hệ thống công ty EV Finsex để quý vị có cái dược thảo linh chi và đông trùng hạ thảo này để giúp đỡ cho sức khỏe mình nhiều hơn. Bởi vì ơn trên đã cho mình con người và sức khỏe để mình đi làm, có tiền thì mình nghĩ đến bản thân mình,
để cho có sức khỏe và cũng như mình nghĩ đến với người thân của mình, phải không cô? Dạ. Dạ. À, thưa cô Bích Liên, có một hai điều không biết rằng cô có cái dược thảo này hay không đó. Dạ. Thì thường thường những người lớn tuổi như tôi hay bị bệnh tiểu đường, cao máu, cao mỡ, bệnh gì cao nhất là chúng tôi có hết. Cái đó cái thứ nhất thì cô thấy cái mỗi một khi mà đường mình nó lên cao quá thì con mắt mình nó hoa lên. Dạ, dạ vâng. Mình nó lùng bùng. Thì nếu mà khi chúng tôi uống dược thảo của cô thì cô nghĩ sao thưa cô? Dạ. Không có được hay không? Dạ, dạ thưa cô và thưa quý vị, để trả lời chung thì Bích Liên thấy kinh nghiệm của khách hàng đó, thì những quý vị đó đã từng đi bác sĩ về thuốc tây rồi. Dạ. Mà thường thường quý vị có cho Bích Liên biết là bác sĩ mà cho thuốc tây đó, dạ, uống trị bệnh này thì nó sanh bệnh kia. Đúng. Nó không, dạ, phải là giúp cho mình một bệnh này mà nó không bệnh kia thì quá tốt đi. Dạ. Cho nên khi mà quý vị đang dùng chữa trị cho một cái bệnh nào đó, hoặc là cô hay là bất cứ một cái cách nào mà đang dùng để mà chữa một cái chứng bệnh khác, thì quý vị cũng nên dùng dược thảo linh chi và đông trùng hạ thảo để hỗ trợ thêm, để hỗ trợ thêm với sức khỏe của mình. Nhưng khi quý vị uống chung như vậy nó không phản ứng phụ mà nó giúp cho quý vị bồi bổ thêm với sức khỏe, để cái thuốc tây ngoài kia hoặc là thuốc bắc, thuốc nam gì đó nó có thể chữa lành bệnh mình đang bị chứng bệnh nan y nào đó. Cho nên cái sản phẩm linh chi đông trùng hạ thảo này là dược thảo, cho nên cô vẫn dùng nó bồi bổ, cô ngừa bệnh cũng như cô đang chữa bệnh rồi, cô vẫn dùng thêm để hỗ trợ sức khỏe cho cô thêm cũng như bao nhiêu người khách hàng của con đang dùng. Dạ. À, hiện nay thì cô cũng cho phép tôi hỏi, với cái lứa tuổi như chúng tôi đó thì nóng lạnh nó bất thường. Dạ. Tại sao vậy cô? Cái cơ thể mình nó bị cái trong cơ thể mình máu nó không chạy đều hay là sao? Mình nóng lạnh bất thường thì cô nghĩ rằng chúng tôi phải làm gì để cho nó có một cái sự điều hòa? Dạ. À, thưa cô và thưa quý vị, Bích Liên không phải là bác sĩ. Dạ. Nhưng mà Bích Liên ít nhiều gì cũng nghiên cứu và học hỏi tìm tòi về cái sức khỏe của con người, đặc biệt là người phụ nữ. À, sau cái thời tuổi, trước cái thời điểm mà tiền mãn kinh cũng như là sau khi mà mãn kinh á, thì trong cơ thể, trong nội tạng của người phụ nữ, những cái tế bào nó không có thể nào giải quyết được về cái kinh nguyệt, cho nên mình bị mệt mỏi trong cơ thể của mình có những triệu chứng như là đau nhức, là khó chịu, nóng, rồi toát mồ hôi, rồi bực bội, rồi bồn chồn, lo lắng, mất ăn, mất ngủ, rồi rụng tóc, rồi bị nám da. Nó có rất là nhiều chứng bệnh như vậy. Một trong những triệu chứng đó mà công ty của Bích Liên cũng đã cho ra đời cái Astro Balance. Yeah. Cái Astro Balance đó cô rất là tốt, Bích Liên uống trong 5 năm nay rồi. Nó balance trong nội tạng của người phụ nữ. Bởi vì cái khí quản trong cơ thể của mình nó sẽ không thể nào giống như ngày xưa nữa. Nó bị rối loạn bên trong nội tạng. Mà cô thấy rồi, mình cảm thấy mình nóng mưa, bực bội lắm, nắng mưa bất thường lắm thôi quý vị. Cái đó là người ta nói nắng mưa là bệnh của trời. Mà những cái bệnh của người phụ nữ là cái đó trời sinh như vậy thôi. Thì mình biết ngăn ngừa bằng cái sự Astro Balance của hệ thống công ty, giúp cho người phụ nữ balance cái cơ thể của mình. Mình không có bệ, tại vì trong cái hormone trong cơ thể của mình nó change, trong cái máu huyết trong cơ thể của người phụ nữ change, đổi. Cho nên những người nam cũng vậy, cũng nên lưu ý đến phụ nữ, đến người phụ nữ bên cạnh của mình để làm sao tìm cái Astro Balance đó, để quân bình cái cơ thể của người phụ nữ, để người phụ nữ cảm thấy dễ chịu hơn, không có bị mệt mỏi, chán trường, nóng bực, hay là toát mồ hôi đêm, ngủ không được. Rồi cái tình trạng nó rất là nhiều thưa quý vị. Bích Liên đã giúp hàng ngàn khách hàng dùng qua cái Astro Balance này rồi. Cô cũng đừng có lo, Bích Liên có ở đây. Dạ. Với lại thưa cô, nãy giờ cô nói là cô có 4 cái dược thảo. Dạ. Thưa cô, nãy giờ cô nói mới có 2 cái hay là... 2 cái với Astro Balance là 3 rồi. Dạ, thưa cô, và cái thứ tư của Bích Liên đó là cái đó là giữ cái dáng người phụ nữ, gọi là diet thưa quý vị. Slim Beautiful của EV Princess. Có nghĩa là quý vị thấy rằng cái thân thể của quý vị nó dư một chút mỡ chỗ này, nó dư một chút mỡ chỗ kia, hoặc là mình ăn uống nó lên cân quá chừng, mình không control được, thì cái EV Slim Beautiful của hệ thống công ty EV Insight á, quý vị dùng mỗi một ngày 2 viên thôi, thì cái cơ thể của quý vị nó sẽ tống đi những cái mỡ dư thừa trong cơ thể, để rồi quý vị sẽ có một cái thân hình nó thon gọn hơn, nó đẹp hơn mà nó trẻ trung hơn. Bởi vì cái chất mỡ mà nó ứ đọng trong cơ thể của mình nó làm cho mình phì chỗ này, phì chỗ kia, rồi mình không ăn nhiều mà nó cũng mập nữa thưa quý vị. Những cái chất mỡ trong cơ thể mình tập thể dục nó cũng không đi hết đâu cô. Thưa cô, thì thường thường những người lớn tuổi như tôi đó ăn uống
chẳng hạn như mình ăn phở, mình ăn hủ tiếu đó cô, thì cái trong cơ thể cái mình lớn tuổi, cái thận của mình nó không còn làm việc như lúc trước. Thành ra cái cơ quan của cơ thể của mình nó retain cái qua đời, chính là nó giữ lại những cái chất muối, chất nước trong người của mình. Thì cái chất vừa rồi cô nói nó có phép cho cái thận mình làm việc, hoặc là nó phép cho mình được điều hòa trong cơ thể mình, nó không có retain qua đời. Dạ, chắc chắn là cái trong cái sản phẩm Astro Balance là nó có sản xuất ra bằng thảo dược, bằng những cái loại mà làm sao giúp cho cái cơ thể của mình máu huyết nó lưu thông, nó quân bình lại và nó ba lăng trong cơ thể, thì chắc chắn máu huyết nó cũng lưu thông, thì cái tinh thần mình nó mới thoải mái và cái chứng bệnh nó mình không còn nữa thưa cô. Cho nên con tin chắc là cái sản phẩm Astro Balance này giúp cho cô và giúp cho rất là nhiều quý khán giả cũng như khách hàng của con. Bởi vì con đã phân phối ra rồi và nó sẽ ba lăng, cho nên cái trong cơ thể mình không có bị đau nhức, rồi không có bị mệt mỏi, không có bị bồn chồn, không có bị mất ngủ, rồi không có bị chán nản, buồn phiền, rồi đau đớn. Nó có nhiều cái triệu chứng mà mình nghĩ rằng mình bệnh giả đò vậy đó thưa quý vị. Đó là một trong những cái sự block đi trong cơ thể của mình mà Astro Balance của hệ thống công ty EQ Hinh Sách giúp cho người phụ nữ của mình. Như vậy là thưa quý khán thính giả, hồi nãy chúng tôi đã thưa chuyện với Hoa hậu Bích Liên, nhưng mà Hoa hậu Bích Liên chỉ mới nói về dược thảo mới phát hành ra thôi, còn những về mỹ phẩm cô cũng chưa có nói. Là vì thưa quý khán thính giả, mỹ phẩm của Hoa hậu Bích Liên đã ra rất là lâu đời rồi, thì cái vấn đề mà thưa Bích Liên, tôi có dùng cái mỹ phẩm của Hoa hậu Bích Liên là tôi bị nó nám ở đây bên này chỗ này đúng không? Thì tôi dùng nó lên thì nó không còn nám nữa, thì cũng không phải là lột da, nhưng mà tại sao nó bay được vậy cô? À, thưa cô và thưa quý vị, nếu mà nói đến về sản phẩm thì Bích Liên có 3 dòng sản phẩm khác nhau để tiếp tục cái chương trình, bởi vì cái chúng ta sẽ ngưng trong giây lát đi, rồi Bích Liên sẽ trở lại với chương trình, sẽ chia sẻ với quý vị nám nó như thế nào trên làn da mà cái sản phẩm của hệ thống công ty EQ Hinh Sách cho ra đời để tẩy đi cái vết nám đó, để mang lại làn da trẻ hơn, hồng hào hơn, trắng trẻo mịn màng hơn, để cho tất cả người phụ nữ của mình có một cái đời sống cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và thành công hơn. Dạ, xin cảm ơn Hoa hậu Bích Liên đã cho tôi cái cơ hội để nghe, cũng như quán tính khán tính giả của đài VGN để hiểu về cái sản phẩm của cô, để mà quý khán tính giả quyết định để mà tự lo cho mình, giúp cho cơ thể của mình nó được khỏe mạnh. Chân thành cảm ơn Hoa hậu Bích Liên. Dạ vâng, Bích Liên xin cảm ơn tất cả quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ.